Xin chào quý khách của em đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Chiều nay em lên cho mình 15 cây máy ha. Kawasaki TH34. Hồi đó giờ lai phải lấy là mấy ngàn cây luôn đó mấy anh. Mới lai cây này đầu tiên. Đẹp mê ly. Austin 86. Xenon Komatsu G2K. Đẹp lung linh tung gời ha. Cái này là dòng Kawasaki ha. Tum gời, tum lớn, bố lớn, Maru. Cái này là cũng T170, tum lớn, bố lớn. Echo 240, đẹp như trong thùng ha. Tức là sao, còn thiếu có cái thùng thôi, ra bóp luôn. Em giới thiệu sơ lược nha mấy anh coi, mấy anh tua lại coi giùm em nha. Kawasaki, hai cây bình xăng trên, tum gời, Komatsu, Echo. Rồi cái này Kawasaki, TD bình xăng dưới ha. TD 24, Kyugit, Echo 240, Mitsubishi, TBE, Makita. Và máy hôm nay giá dao động từ 1,4 triệu ha. Em bao ship tới nhà cho mình, phụ tùng đầy đủ. Nhìn em ơi, về đâu anh nhìn em. Đó, giá dao động từ 1,4 triệu, 1,5 triệu trở lên ha. Và 1,4 triệu thì mình đã sở hữu được một cây máy. Tới nhà chỉ việc đổ xăng pha nhớt vô là sử dụng thôi. Vì sao? Bên em có 6 món phụ tùng đi kèm cho mình. Là có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở bu ghi đầu dao, lục giác 4, lưỡi dài với ổ phát cước nha. Đó, có nhiều anh không biết ổ phát cước là sử dụng như thế nào, có nhiều anh thì biết rồi, thì anh nào chưa biết thì hỏi đi riêng cho em chỉ cho mình ha, còn biết rồi thì nó đơn giản. Và em bao ship tới nhà cho mình luôn nha, là máy chỉ là đưa vô hoạt động thôi đó, là bao ship tới nhà không lấy cọc luôn nha mấy anh ha. Thì anh nào tin tưởng thì đặt hàng, chứ em bán thì em bán bằng niềm tin thôi, chứ em cũng không có lấy cái gì từ mấy anh chứ đó. Thì mình cảm thấy cửa hàng bán hàng uy tín chất lượng thì cho em xin một nút đăng ký kèm một nút like, cảm ơn mấy anh rất nhiều. Những anh nào có ý định mua để chơi không nhận hàng thì đi ra chỗ khác xem tham khảo thôi, chứ bán như vậy mấy anh ghét rồi, bị bệnh ủ bệnh sau ngày cao huyết áp chứ mấy anh dữ lắm tức đó. Bán mà em bán thì em bán bằng tâm, chứ em không có mà dẫn chơi, em làm là em làm thiệt tình thôi, bán để đưa những cái máy tốt nhất, ngon lành nhất tới tay khách hàng, nhất là những vị khách nông dân chăn chắc thật thà ha. Mà muốn kiếm một cái cửa hàng uy tín mua không có thì gặp em đi, mua của em đi, em đảm bảo là làm vừa bụng quý khách liền ha. Nhiều khi mua hàng trên mạng mà sợ người ta gạt đó, không dám mua đó, thì em tiên phong đi đầu tiên cho mình ha. Em không gạt cái gì của khách hết trơn á, thì khách cái chỗ cứ đổ xăng pha nhớt vô thử đi ha, đúng máy đúng hàng thì nhận thôi. Mà khi mà mua hàng trên mạng thì xem máy cho đúng, mình hãy đặt coi cái máy nó như thế nào, coi có phù hợp cho mình không, cái cây máy đó nó màu như thế nào, nó máy tay cầm ga nó như thế nào, công tắc nó nằm ở đâu, mình hãy đặt hàng ha. Nhiều người thích mua hàng trên mạng lắm nhưng mà không có biết gành về máy thì tham khảo nhiều đi hả mua nha, hoặc là kiếm ai ở shop người ta gành về máy nhiều đó thì mình hãy đặt hàng ha. Thứ nhất là cho người ta thử máy tiếp mình, người ta nhìn máy coi như thế nào, cái đó là em khuyến khích, để nhiều khi không biết á rồi lên hàng lên mạng đặt xong rồi tới chỗ cái sợ cửa hàng gạt cái bơm hàng. Em gặp nhiều khách rồi đó. Rồi cái để đặt hàng bên em là số điện thoại 0913 136620, Zalo là Nhanh Mai nha ha, ship hàng toàn quốc không lấy cọc, xem hàng trước khi nhận nghe, em có nói hết rồi. Cửa hàng Thành Hợp, địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Đó rồi, em có bán nhớt nha mấy anh, nhớt này là nhớt hai thì, một can như thế này là 1 lít 100 ngàn ha. Và tỷ lệ xăng với nhớt là 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt hai thì nha. Thì hàng tới chỗ thì em đổ xăng ra hết rồi, mình đổ xăng với nhớt vô mình pha, đang mình thử hàng lại lẹ dùm em nha mấy anh. Thì cái bình này em có nhớt, nhớt nó có miêu ha, thì mình đo trong đây nó 40 nè, pha dùm em lít xăng. Và em khuyến khích là mấy anh nên mua nhớt mua theo đi, về thử cho nó mau ha, khỏi cần chạy vòng vòng mất thời gian. 100 ngàn. Rồi cái này thì nhớt 4 thì cũng 100 ngàn một chai luôn, một chai này là 1 lít nha. Mấy anh ủng hộ em nhớt thì em cảm ơn mấy anh trước luôn, cảm ơn mấy anh nhiều. Rồi cái này là cái gom cỏ ha, thì hay gọi là gom lúa đó. Cái này cũng 100 ngàn một cái luôn, mua theo máy em bao xíu cho mình. Nhớt gom cỏ mua theo máy em bao ship hết, mua bao nhiêu chai em cũng bao ship, với điều kiện là đi theo máy nha. Còn mà mình mua riêng thì phí ship phải chịu dùm em đó, tại nhớ bán không có lời, bán để giao lưu cho mấy anh thôi ha. Thì hàng em đi là trong vòng 7 ngày mình sẽ nhận được hàng nha ha. Trong vòng 7 ngày không nhận được hàng thì phải điện lại cho em, để em có xem cái đơn tới đâu hay là dịch bệnh nó như thế nào nó không tới mình. Vô rồi, hai cây Kawasaki đầu tiên.
Máy giật nổ quá trời bốc, nổ giòn, nghe đã lỗ tai ha. Thì cũng phải gọi là anh em song sinh, nhưng mà nó khác trứng thôi, chứ không có gì ha. Thì công suất giống nhau là đều 25cc hết, nồng thì 32 ly ha, bình xăng trên. Mà bình bên đây thì bình zin hả Giang? Có chữ này bình zin mấy anh em, mà được cái bình này nó sáng hơn. Bình này cũng zin, nhưng mà bình này nó hơi đục hơn ha. Đó, hàng tới chỗ thì em phá cái van xăng cho mình ha. Thì tới chỗ mấy anh nhớ mở cái van xăng xuống như vậy ha, thì hả thử hàng giùm em nha. Đó, bình xăng trên hết. Những cái hệ này bít tông cực kỳ là dài luôn mấy anh, cho nên chạy cực khỏe. Và anh nào á mà thích hàng chất lượng zin mà không thích mẫu mã ở bên ngoài nó không có quan trọng đó, thì mấy anh có thể lấy những cái hệ này giùm em, áo sắt nha ha, chạy rất là khỏe luôn. Tum nhôm tum dời, tum nhôm tum gời luôn. Đây, bên này nó còn thông số luôn nè. Ở trước chụp giật ở đây 25 mà bên hông thông số rồi đây 24 ha. Ờ, bên đây cũng còn cái tem luôn nè mấy anh ơi. Đẹp như mới luôn. Và hai cây M1 32 ly 1,4 triệu, M2 32 ly cũng 1,4 triệu, hai tay cầm ha. Đầu bò zin, cán cỏ zin. Đó, bên này nó có chén ốc ngược, cái này giống ổ cước của mấy anh à, ổ cước dạng nhỏ á. Về sỏi dây vô là phát ha. Và em nói luôn là những mấy cái anh mà ưa thích những dòng này thì chỉ có những anh dùng cao thôi, dùng Tây Nguyên rồi đó, rất là thích. Thì miền Tây mình có ai sử dụng cái này chưa? Nếu chưa thì mấy anh sử dụng thử đi ha. Hàng bao chất lượng luôn. Rồi, em sang M3. Nhẹ nhàng ha. Xenon Komitsu nha mấy anh ha. 23cc, nồng 32 ly. Bình xăng lớn thì là bình xăng mới nha. Bình xăng con là bình xăng zin, One Pro 1 kim nha. Đó, chạy tiết kiệm xăng lắm. Tum liền tua nhanh ha, mà tum này bằng nhôm nha mấy anh. Công tắc nè. Rồi hai tay cầm. Rồi đầu bò zin theo máy ha. Rồi trong lốp sẽ dập chữ Xenon Komitsu nha mấy anh. An tâm về vấn đề này ha. Đó. Cái máy này 1,5 triệu nha. Những anh nào mà cũng như là xài máy không có gành ha, thì mấy anh có thể mua máy này. Tại vì sao? Sử dụng đơn giản mà chạy bền, không có hư giặt. Xenon Komitsu này tiết kiệm xăng lắm nha mấy anh ha. Đây, bộ khói nó trắng tưng luôn. Đó. M3 1,5 triệu. Em sang M4 Echo. Cũng nhẹ nhàng ha. Rồi Echo. Echo này giống như đời đầu của Nhật với đám anh, thì không phải những cái áo nhựa ha. Thì áo sắt thì nó hơi không có màu mèo hoa lá, ở trước nó hơi chống chảy ha. Mà áo này thì thường thường nó tỏa nhiệt rất tốt nha. Cái này em lên chế mới chế hai kim. Tum mì tum nhôm tum gời 220 nha. Echo 220. M4 1,5 triệu nha. Rồi hai tay cầm ra giữ. Đó, trắng cỏ zin, đầu bò zin thoải mái nha mấy anh. Đó. Công tắc nè. Đó, có thông số luôn nha mấy anh. 1,5 triệu em bao xài cho mình luôn ha. Chạy cực khỏe luôn nha. Hai dòng này thì cứ an tâm về chất lượng. Nè, áo màu cam, trắng cỏ màu cam luôn ha. Thì cái anh kỹ sư mà anh sáng tạo bên cái dòng máy này, sản xuất cái dòng máy này, anh cũng hơi bị thẩm mỹ đó. Rồi em sang M5 Kawasaki nha. Hiện chi những dòng máy này không, nó nhỏ mà có vỏ, nó tầm là 32 ly mà nó chạy như những cây 33 34 ly vậy đó, giãn hét nổ giò đó. Thì nói chung á, thì bên ngoài thì cũng không đánh giá được gì, chất lượng bên trong nó lên tất cả phải không à. Đó, thì cái bít tông của những cái dòng máy này dài lắm, chạy khỏe lắm ha. Thì nó không có đẹp bằng mấy cái máy kia thôi, nhưng mà những cái gì ưu việt nhất, tinh túy nhất, em nói hết chứ đó rồi. Quên cây này chứ đâu. Tum gời tum nhôm nha. Thì cái đầu máy này ngoài cắt cỏ mình có thể đấu xịt thuốc nha mấy anh. Tum nó dày lắm luôn. Đó, 1,5 triệu nha. Rồi hai tay cầm. Rồi đầu bò zin.
Hôm nay mẹ mẹ khỏe hơn mình, mẹ nó nhiều. Qua mẹ mệt, mẹ nó xịu. Bình xăng lớn zin luôn, xịn sò luôn nha. Ha, M5 1,5 triệu. Em sang M6 Yanma. Có trợ lực ha. Yanma là anh nằm trong dòng Echo, Echo, Kyogit rồi đó mấy anh. Giật nữa ơi. Giật hai tua liên tục đi. Vậy đi là dễ nổi. Yanma ha có trợ lực nha. Chế hai kim. Chế hai kim chế Vinh Quang Pro nha mấy anh ha. Máy này đầu tiên mà nó đánh vô người tiêu dùng về cái độ là gọn nhẹ thẩm mỹ ha. Nè, không có cháy một miếng. À, máy thì nó đẹp, trợ lực mà nó rất là gọn. Tum liền tum nhựa nha, 24cc 34 ly nha mấy anh. Thì cái hệ máy này á thì mua về rồi mấy anh đồ có thời gian thì xài, không có thời gian thì để cho chị em phụ nữ người ta xài cũng vẫn được. Nó gọn, nó nhẹ, cắt những cái loại cỏ mềm, cỏ sân vườn, cỏ trong nhà đồ đó, cỏ bờ đê rồi là ok luôn ha. Chạy tiết kiệm xăng lắm, chứ hai kim mà hai tay cầm ra giữ đầu bò ghim trắng cỏ zin theo máy nha, giữ cái máy này điện tử. Khi trợ lực không biết cách giật hay nếu mình giật thẳng một cái mình bỏ lại nó mới nhảy nổ ha, còn mấy anh gấp thì mấy anh giật hai cái liên tục. Nhớ giùm em ha. Kéo thẳng dây giật đi nha. Đó là nó nổ à. Rồi. Em giật tay trái đó mấy anh, nhẹ giật lắm. Yanma này thì khách rất là thích luôn, hệ Yanma này nè. Thôi. Em giật tay trái. 1,5 triệu. Hả? Thuận tay trái, giật tay trái. Thuận tay phải người ta thuận tay trái. Sushibo động cơ 2 thì cái này nó có trợ lực nhẹ nha. Mitsubishi TLE 24 Made in Japan đó, chế zin nha, một kim ngang ngang tum liền tum nhựa nha mấy anh. Cái mẫu này thì nó lạ, có cái đế bằng nhựa ôm mình xăng lớn luôn đó, lóc dập Made in Japan luôn nha mấy anh đó. Rồi M7 32 ly 1,6 triệu ha. Ga hai chế độ nè, ga bơ, ga bóp nè. Ga bóp thì mấy anh để vậy đi thì tự nhiên nó sẽ nhả về. Còn muốn ga giữ thì của cái này lên giùm em thì thành ga giữ ha. Ok. Công tắc nè, trên ghi đông luôn. Đầu bò gin. Hai tay cầm ha. Nổ giòn, máy chạy khỏe, ổn định. Rồi M7, em xem M8 Makita. Này 34 ly ha. Rồi Makita cổ vịt ha. Bình xăng cổ vịt là bình xăng lớn, bình xăng con thì ga một kim ga ngang. Đây Makita tum liền tum nhựa nha. M8 34 ly 1,6 triệu nha mấy anh. Rồi hai tay cầm ga giữ, trắng cỏ zin, đầu bò zin theo máy ha. Này có cái chân trống nè ha, bình xăng lớn mình không chạm đất nha. Rồi 1,6 triệu nha mấy anh ha. Xài bao chuẩn, chạy rất là ổn định nha. Mà phụ tùng đa dạng dễ thay thế nha. Cái hệ này em bán mấy anh cực kỳ là chuộng luôn ha. Hệ 261, 260 này. Rồi em sang M9. M9 là Echo. Gì vậy? Gì vậy? Không dịnh chưa để mấy anh ơi, dây dựng chắc thư luôn nha. Mày đã thiệt luôn, mấy hôm nay lên xuất sắc. Echo
nè, chụp giật nè, áo máy nè, tem này trắng tư luôn, bên sang con nè, nó đẹp tum liền, trắng tư trắng phết luôn, vậy cui luôn mấy anh ơi, 24cc nha, em nó còn thiếu hộp, ốc nó màu đen nha, máy chát luôn, M9 triệu 7 ha, ga bóp, công tắc trên ghi đông, rồi trắng cỏ zin, đầu bò zin, có chát ngược nữa nè mấy anh, thấy không? Lắp thì thôi khỏi phải bàn cãi, lắp zin mới chát luôn, ốc sáng mới luôn. Bình xăng lớn trắng tư luôn ha, zin hết nha, máy thì mẫu khỏe giòn luôn, áo lột tài đó, đây nữa nè, thấy không? M9 1 triệu 7, M10 Mitsubishi Tang 170 nha, mở mở van xăng nha, đóng le, mình giật mở le. M10 cái này đó là 170 lên nha mấy anh, 37 ly, 1 triệu 8 ha. Thì những cái hệ bình xăng trên như hay gì thì nó chạy khỏe, những hệ bình xăng dưới nha mấy anh, thì anh nào mà đang kiếm dòng máy mà máy khỏe mà to mà giá rẻ thì lấy cái này giùm em, 1 triệu 8 bao ship tới nhà, phụ tùng đầy đủ ha. Thì mình để đi khai phá rừng rồi đó, phát cỏ đồi, cỏ cứng, cỏ keo, các thể loại đó ha, thì lấy cái này, con cắt nó nằm ăn trước. Rồi, tôm lớn, bổ lớn, tôm nhôm nha, lắp xay, hai tay cầm, rồi đầu bò zin ha. Đó, lắp xay đó, cái này thì mình có thể máng qua đeo hoặc cầm cũng được nha. Em sang M11, Maru Yanma. Zin, nói chung máy này nó zin hết trơn ha. Zin từ cái đầu bò, cái trắng cỏ nè, cái trắng cỏ hợp tông mã mà ha. Chế thì chế hai kim, chế zin luôn. Tôm liền tôm nhựa ha. Ga bóp, công tắc trên ghi đông bóp zin luôn. Cái tay thì cái kiểu nó như vậy nha mấy anh, có ốp lưng luôn ha. M11 35 ly 1 triệu 8 nha. Ở dưới đây thì nó dập thông số, ở trên đây nó sẽ dập Made in Japan nha mấy anh. Mà giá mềm xèo luôn. M11 35 ly 1 triệu 8. Tại sao cái máy này thường thường 34 liêm bán 2 triệu mà 35 liêm bán 1 triệu 8? Lý do là cái mẫu của nó ha, thì nó không có được sáng như những cái mẫu Maru kia, nhưng mà về chất lượng thì em dám đảm bảo với anh là 100% ha. Gin chạy khỏe, ổn định, tiết kiệm xăng, không có hư vặt nha, không có bị lỗi máy đâu, mang an tâm nha. Đó, mà thêm ga bóp gin nữa. Rồi em sang M12 Maru Yanma ha, mà chụp giật thôi nó như vậy chứ sao, sau lưng nó thì chữ Kawasaki nha, này 37 38 ly. M12 ha, cái này có 1 triệu 9 thôi mấy anh em, mà nó đẹp. Nếu mà so với bình xăng trên, những cái mẫu khác là đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Đó, bình xăng trên thì là bình xăng mới, bình xăng con thì bình xăng trái nổi nha, xăng zin. Rồi tum thì tum lớn, bố lớn, tum nhôm, dày quá dày luôn. Đó, có cái chân trống nữa nè. Đó, thì tiếp tục thêm một cây lắp xay. Rồi đầu bò zin, giá quá rồi, 1 triệu 9, bao ship tới nhà, phụ tùng đầy đủ ha. Đó, cái này gọi là TD33 nha ha, 37 ly. Rồi ai chốt thì chốt. Rồi em sang 3 cây cuối cùng, đừng có dời dời, có tôi mất di chuyển nữa. Cứ hấp chứ đi. G2K 34 ly ha. Thì cái hệ máy này cắt cỏ là bao chuẩn nha, cỏ về phát cũng được, hoặc là mình có thể đấu xịt thuốc. Tại vì sao tôm gời
tôm gà tôm nhôm mà nó đẹp như mới luôn nè, ốc này, sáng hói luôn, 2,2 triệu, 34 ly, ga giữ hai tay cầm, trắng cỏi ghim đầu bò ghim ha, đầu bò có chép ngược nữa nghe, ngon lạnh luôn nha mấy anh, ốc ác nè, có chân trống nữa nè, đó bằng sắt luôn ha, công tắc nữa nè, nó đẹp như mới vậy đấy mấy anh, mà nó ghim hết trơn nha. Cái này thì chế ghim chế hai kim luôn nha. Cái lóc nó dập chữ Xenon 1,600 nha mấy anh. Xenon 1,600. Đây cái tem còn 2K. 1,600 là G2K đó. G2K. Cái lóc phải dập chữ Xenon 1,600. Những cái máy nó có thông tin như thế nào em nói hết ha. Có máy nó dập da bên, có máy nó không. Nhiều khi tới chỗ nhận hàng, em ơi sao cái này nó không dập. Vì cái lúc mà em nói mấy anh đang suy nghĩ vấn đề gì để chốt máy, phải không? Em không có lấy cọc cho nên những cái máy này như thế này em nói rất là rõ, thì mình nghe thật là kỹ mình hả chút hàng đó. Máy này nó zin hết trơn nha mấy anh ha, từ cái trắng cỏ của học tông với màu áo này rất đẹp. Các anh nào nhanh tay thì chốt cái này về sử dụng đi, xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm. M14 gắt ha. Estin 86 nòng 34 ly nha mấy anh. Cái đít xăng cái xăng nó ba kim chỉnh luôn. Đi đứng. Tôm gời, tôm nhôm. Ha. Quá trời dày luôn nha mấy anh. Hai tay cầm đầu bò ghim. Đâu cái đít dập đâu? Dập ở đâu vậy? Đâu chỉ mà anh coi coi. Dội sẵn chưa? Bình xăng con nó sẽ dập chữ Estin này nha mấy anh. Thấy không? Xịn sò luôn. Thấy không? Máy này chạy thì khỏi phải bàn cãi. M14 2,3 triệu nha. Cuối cùng khủng long bảo chúa. Nào cái máy sưu tầm mình chốt cái này mấy anh ơi. Máy khỏe mà nó có trợ lực nó mới ghê phải không mấy anh ha. Hồi này mà có trợ lực mà hàng thì lâu lâu về nhỏ giọt cây ha, mà giá thì mềm xèo luôn. M15 36 ly, 3,5 triệu ha, mà nồng thì 34 em xin lỗi, công suất thì 34cc, Kawasaki TH34 nha, tôm gời tôm lớn bố lớn luôn nha mấy anh, xịn sò ghê hồn. Hai tay cầm đầu bò ghim nha, lá không xay rồi. TH O 34D, hai công tắc nè, có cái đế nè, ôm bình xăng lớn luôn. Rồi cái lốc thì dập made in Japan, made in Japan gì nó 2-3 chỗ luôn nha mấy anh ha. 3,5 triệu cho em TH đây, em còn luôn trợ lực ha. Nhìn cái này nhìn đã con mắt kìa. Rồi chế thì chế zin một kim ha, ngon lành cành đào nha mấy anh. Đó, cái này mình có thể cầm nè, mình máy qua đeo cũng được ha. Anh nào mà chuyên chê về máy đó thì biết cái cây này nó xứng đáng đồng tiền bắt gạo mấy anh ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh vào ngày mai, tạm biệt.